Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa có buổi làm việc với lãnh đạo của thành phố Cần Thơ và các cơ quan chức năng về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Phó Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng của địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu địa phương cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch, đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 19 tháng 7. Thành phố cần thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị ở cơ sở, xây dựng lực lượng tổ an toàn COVID cộng đồng để thực hiện tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Trước đó, đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung là trường quân sự Ô Môn và công ty thép Tây Đô trong khu công nghiệp Trà Nóc. Theo Sở Y tế thành phố Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 17 tháng 7, trên địa bàn đã ghi nhận 119 ca mắc COVID-19. Số trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung là 1.549 người. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ với những khó khăn với thành phố Hồ Chí Minh trong đợt dịch lần này, vào sáng nay 18 tháng 7, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã trao tặng hơn 70 tấn gạo và rau củ quả. Hơn 70 tấn hàng, trong đó có 60 tấn gạo và 10 tấn rau củ quả và nhu yếu phẩm khác của tỉnh An Giang đã được chuyển đến thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một trong những hoạt động hết sức ý nghĩa nhằm chia sẻ với những khó khăn của thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang tác động nặng nề đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Phía Nam, ở đồng bằng sông Cửu Long đều có những ca dương tính, nhưng trong điều kiện về trên này khó khăn nhiều hơn, cần phải có cái sự hỗ trợ đồng lòng. Người là khó ít sẽ chia sẻ, người khó nhiều. Toàn bộ số hàng hỗ trợ này sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, sau đó sẽ phân phát tới người dân, lực lượng đang làm nhiệm vụ tại các khu cách ly, khu đang bị phong tỏa để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chúng ta thấy rằng sự chung tay góp sức này đến với thành phố Hồ Chí Minh không những chỉ là tình nghĩa đồng bào mà còn là sự yêu thương gắn kết người chung một cội. Trong những ngày tới, các loại lương thực thực phẩm do người dân đóng góp trên khắp cả nước sẽ tiếp tục được vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, hỗ trợ người dân trên khắp địa bàn thành phố. Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã bố trí sắp xếp công việc mới cho gần 300 cán bộ Hội đồng Nhân dân quận, phường để đảm bảo quyền lợi cho những cán bộ này. Sau khi thành phố Hồ Chí Minh thực hiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân ở 16 quận và 249 phường từ ngày 1 tháng 7. Phần lớn cán bộ Hội đồng Nhân dân chuyên trách ở quận, phường ở thành phố Hồ Chí Minh đều đã được sắp xếp bố trí các chức danh tại quận hoặc phường và chuyển công tác về thành phố. Trong đó có 50 cán bộ chuyên trách Hội đồng Nhân dân quận và khoảng 240 cán bộ chuyên trách Hội đồng Nhân dân phường. Theo Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, khi tiến hành sắp xếp bố trí, do không có đủ các vị trí chức danh chủ chốt tương xứng, nên các địa phương đã bố trí sang công chức, chuyên viên, nhân viên ở các cơ quan thuộc quận. Do đó, Sở Nội vụ đề xuất lãnh đạo các địa phương khi có các vị trí chức danh chủ chốt thì quan tâm quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ Hội đồng Nhân dân quận, nhất là phường, vì chế độ chính sách cán bộ phường chưa được đảm bảo như công chức cấp huyện trở lên. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm một số cán bộ chưa được bố trí sắp xếp. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã đến khảo sát kiểm tra công tác phòng chống dịch tại một số chợ truyền thống. Động thái này cũng nhằm chuẩn bị cho việc thành phố chuẩn bị thí điểm mở lại hoạt động chợ truyền thống, đảm bảo cung ứng đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Đoàn công tác đã đến khảo sát kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại chợ Bình Thới, quận 11. Ngoài việc thực hiện phát phiếu cho người dân đi chợ, tại đây việc đảm bảo giãn cách và hạn chế lượng người ra vào chợ cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, cần tổ chức đưa các sạp ra không gian thoáng hơn, đồng thời chốt chặn hai đầu để phân luồng. Hiện chợ Bình Thới cũng đang triển khai cho người dân đặt lịch đi chợ qua tổng đài. Người dân khi gọi điện qua hệ thống này đăng ký là sẽ được khai báo y tế trực tuyến và kết nối với cái nền tảng khai báo y tế thành phố, là phần mềm sẽ tự động loại trừ các trường hợp các KF là không được đăng ký cái lịch đi chợ. Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 1/3 chợ truyền thống đang hoạt động, do đó áp lực cung ứng thực phẩm đang đổ dồn lên các hệ thống siêu thị và cửa hàng tiện lợi. Do đó việc duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả tại các chợ truyền thống là rất quan trọng. Xử lý nhiều trường hợp là có hành vi là tăng giá là chúng tôi xử lý kịp thời. Nhưng mà đến nay cái việc mà kiểm soát là cái giá cả và tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu cho bà con thì đã đảm bảo được ổn định. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang xúc tiến mở lại các chợ truyền thống đang đóng cửa để phòng dịch trong điều kiện kinh doanh thông thoáng, tuân thủ 5K, giãn cách, hạn chế tối đa tiếp xúc và tụ tập đông người.
thành phố Thủ Đức và các quận huyện cũng đang triển khai giám sát mặt bằng kinh doanh, điều kiện từng chợ để mở lại, từ đó tăng nguồn cung thực phẩm tươi sống cho bà con. Trong chiều qua ngày 17 tháng 7, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã công bố luồng xanh quốc gia trên hệ thống quốc lộ, đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai. Theo đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Sở Giao thông Vận tải các địa phương cập nhật luồng xanh quốc gia, xây dựng và công bố luồng xanh nội tỉnh kết nối với luồng xanh quốc gia và luồng xanh các địa phương lân cận, đồng thời hướng dẫn tổ chức giao thông luồng xanh cho các phương tiện ưu tiên lưu thông qua khu vực phòng chống dịch COVID-19 tại khu vực phía Nam. Tại các khu vực miền Bắc, miền Trung, Tổng cục Đường bộ đề nghị các địa phương hướng dẫn tổ chức giao thông luồng xanh trên quốc lộ 1 dọc theo trục Bắc Nam từ Lạng Sơn tới Ninh Thuận, trên đường Hồ Chí Minh tới Bình Phước, quốc lộ 14 và 5 trên hệ thống đường cao tốc. Tổng cục Đường bộ cũng công bố vị trí các chốt kiểm soát bảo đảm an toàn phòng dịch trên các quốc lộ thuộc luồng xanh quốc gia trên 8 tỉnh thành phố là Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận và Lâm Đồng. Thưa quý vị, theo tính toán thì để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6,5% thì tốc độ tăng trưởng hai quý cuối năm phải đạt trên 7%. Đây là thách thức rất lớn bởi các yếu tố khó khăn rủi ro trong nền kinh tế vẫn còn nhiều. Sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực thời trang, chủ doanh nghiệp này cho biết thị trường chính là nội địa. Chính vì vậy, khi dịch COVID-19 xuất hiện, tiêu dùng trong nước đã giảm đi rất nhiều, khiến doanh thu giảm sút đáng kể. Và đây cũng là tình trạng chung của các doanh nghiệp khi dịch bệnh lần thứ tư quay trở lại. Dự báo sẽ còn khó khăn hơn ở nửa cuối năm nay. Tôi vẫn phải duy trì công ty, vẫn phải duy trì nguồn nhân lực. Nhưng bù lại thì cái doanh thu đầu vào và thu nhập của doanh nghiệp giảm đi rất nhiều. Thành ra là nguồn vốn là cái khó khăn đầu tiên đối với chúng tôi để tiếp tục duy trì công việc trong năm nay. Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định rủi ro thách thức vẫn còn đến từ các biến chủng mới của COVID-19. Lạm phát giá cả có khả năng tăng cao đến hết năm 2021. Nợ công và nợ doanh nghiệp gia tăng tại một số nền kinh tế mới nổi và các quốc gia đang phát triển. Chủ nghĩa bảo hộ gia tăng, căng thẳng chính trị, thương mại giữa các quốc gia lớn. Trong nước, khó khăn, thách thức, rủi ro còn nhiều, nhất là khi đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đe dọa trực tiếp tới sản xuất công nghiệp ở các tỉnh Đông Nam Bộ, nhập siêu quay trở lại sau thời gian dài xuất siêu. Nếu như chúng ta lại nhập siêu, sau nhiều năm chúng ta xuất siêu, thì đây là cái vấn đề chúng ta phải hết sức lưu tâm để xử lý, để tránh tác động xấu đến nền kinh tế nước ta trong 6 tháng cuối năm. Thứ hai là chúng ta phải chuẩn bị đón nhận một cái tinh thần về áp lực lạm phát sẽ gia tăng. Lạm phát tiền tệ, lạm phát chi phí đầy, kể cả lạm phát cầu kéo cũng có thể gia tăng. Và đây là một trong những cái áp lực nó sẽ còn tiếp tục gia tăng trong thời gian nữa. Bên cạnh nữa chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta phải chịu áp lực về nợ công, về nợ xấu, rồi áp lực về những cái sự đứt gãy bất ngờ của những chuỗi cung ứng do cái làn sóng thứ tư, thứ năm. Và cuối cùng là một thách thức rất là trung hạn và cũng là khá kéo dài, đó là thách thức về vấn đề khả năng đầu tư kinh doanh. Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ cũng khẳng định vẫn thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế giữ nguyên hai kịch bản tăng trưởng 6% hoặc 6,5%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm 2021 là 6,5%, tốc độ tăng trưởng những tháng cuối năm phải đạt trên 7%. Theo các chuyên gia, đây là thách thức không nhỏ trong khi dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và đang tác động mạnh tới những đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng. Thì có hai điều rất là quan trọng. Cái điều thứ nhất tức là chúng ta phải nhanh chóng triển khai cái tạm gọi là cái gói hỗ trợ. Lần thứ hai, đủ mạnh, đủ lớn, vừa diện vừa trọng điểm. Rút kinh nghiệm từ cái thực thi gói thứ nhất ở năm 2020. Thế và cái thứ hai rất quan trọng bên cạnh đấy, trong một cái thế giới đang biến động, đang có rất nhiều những cái rủi ro, bên cạnh cái đà phục hồi thuận lợi thì mình phải xây dựng nhiều kịch bản tốt hơn đó, nhưng mà đừng bao giờ quên cái kịch bản xấu. Kinh tế Việt Nam 6 tháng cuối năm tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn. Việc thực hiện hiệu quả mục tiêu kép là thách thức lớn, cần sự chung sức đồng lòng của chính phủ, doanh nghiệp và người dân. Hàng nghìn đầu sách tiếng Anh như là vườn cổ tích với không gian được trang trí bằng gỗ thông, âm nhạc nhẹ nhàng và nhiều cuốn sách hay khiến không chỉ các em bé mà những phụ huynh cũng mê mẩn. Và đó chính là không gian của Mia Bookstore nằm trên phố Kim Mã, Hà Nội với hơn 1.000 đầu sách.
Và điều đặc biệt là thư viện này lại hoàn toàn miễn phí và tất cả mọi người khi đến đây đều phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Dù nhà ở xa, nhưng chị Lê Thị Huyền thường đưa con gái nhỏ 7 tuổi của mình tới thư viện này mỗi cuối tuần rảnh rỗi. Trong lúc con gái say sưa chọn và đọc những quyển sách bằng tiếng Anh khác nhau, cũng là lúc chị Huyền tự trau dồi thêm kiến thức của mình. Thì khi đến đây thì tôi rất là thích, bởi vì cái không gian nói chung là nó nhẹ nhàng, nhẹ nhàng có nhạc với lại cây cối các thứ, nói chung là trang trí mọi thứ nó cũng khá là hài hòa, thì tạo cảm giác là thân thiện gần gũi. Và thứ hai là các đầu sách ở đây nó rất là phong phú, sách đặc biệt là sách tiếng Anh, cái nguồn mà thực ra là bình thường ở Việt Nam nó rất là khó, ít, hiếm. Không chỉ đọc sách tiếng Anh miễn phí, chơi đùa với các bạn, leo trèo lên các kệ, giá sách một cách thoải mái, trong một không gian thân thiện. Tất cả phụ huynh và các em nhỏ khi tới đây đều buộc phải giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Điều này khiến các em nhỏ rất thích thú bởi môi trường kích thích sự tò mò, sáng tạo, để học mà chơi, chơi mà học. Nhiều em chỉ sau một thời gian ngắn thường xuyên tới đây đã có thể nghe nói tiếng Anh một cách lưu loát. And I go to Mia Books House. It's so funny. It's so many books and storybook. Loving is the book time so. Hàng nghìn đầu sách tiếng Anh được sưu tầm từ nhiều năm. Những giá sách khổng lồ vừa để sách, vừa để các em nhỏ leo trèo bằng gỗ thông. Trong một không gian yên tĩnh, có âm nhạc thư giãn. Đây là mô hình mà anh Nguyễn Thành Trung đã ấp ủ từ rất lâu khi quay trở lại Việt Nam, sau nhiều năm học tập và đi rất nhiều quốc gia trên thế giới. Thì ở bên Mia của mình, bọn mình không những là bọn mình sẽ tạo ra những cái quyển sách tiếng Anh cực kỳ hay cho con, nhưng bọn mình tạo cho các con một cái môi trường giống như các con đang ở Anh, ở Mỹ, ở Úc, và con sử dụng tiếng Anh 100%. Mọi người ở đây, tất cả thầy cô giáo sẽ có một cái quy định là không bao giờ sử dụng tiếng Việt cho các con. Và tất nhiên con rất nhiều bạn đến đây thì bạn có thể nói được cả tiếng Đức, các bạn nói được cả tiếng Trung Quốc, thì bọn mình đều có thể nói được tất cả thứ gì với các con, và giúp cho các con mà hình thành một cái tư duy là mình chưa sử dụng trực tiếp bằng ngôn ngữ đó, mình không học qua tiếng Việt. Với tâm niệm tạo môi trường để các em nhỏ có thể tiếp cận với ngoại ngữ và sử dụng như một ngôn ngữ bản năng, không gian sách miễn phí thân thiện này là nơi giúp trẻ nhỏ và những người yêu sách có thể tiếp cận tri thức miễn phí, để các em làm quen và sử dụng tiếng Anh như một trải nghiệm thú vị, phát triển các kỹ năng riêng thay vì quan niệm tiếng Anh là một môn học bắt buộc. Bản tin thời sự đầu giờ của Truyền hình Thông tấn xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin thời sự tiếp theo.